Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp mình kho củ hủ dừa. Cái này là củ hủ dừa xiêm nè các bạn. Củ hủ dừa xiêm. Đó. Mà củ hủ dừa xiêm này ngộ á, mình sắc ra là mình mới sắc ra trắng tươi hẳn lát, cái nó cái vỏ nó thâm thâm nha, cái ở ngoài da thâm thâm vàng vàng vậy nè. Nhưng không có ngon đâu, nhưng mà vẫn ngon nha. Dù khi cái chất dầu dừa đó, nó tươm ra nó vàng. Bây giờ mình sẽ sắc mình kho nước tương nha. Mình sắc bự bự, mình kho rượu nha các bạn. Bây giờ mình pha nước kho nha. Đây là nửa muỗng canh bột nêm chay. Ở nhà mình nấu đồ chay nên lúc nào đồ cũng là chay hết nha. Một muỗng canh đường. Nước tương. Một muỗng cà phê tiêu. Mình sẽ cho vào đây hai chén nước lọc nha. Mình đã lường sẵn hai chén qua cái tô rồi mình chế vào luôn. Mình sẽ dằn vào đây khoảng một muỗng cà phê muối nha. Mình bắt cái chảo rồi mình cho vào miếng dầu. Bây giờ dầu nóng mình cho hành tỏi ớt vào. Phi cho nó vàng nó thơm. Kế tiếp mình cho củ hủ dừa vào. Mình xào như vậy á, là cái củ hủ dừa của mình nó vừa thấm hành tỏi ớt, nó ra cái vị cay cay rất thơm. Cái này mình xào sơ thôi, không phải là mình chiên nha. Xào cho nó thấm hành tỏi thôi. Bây giờ kế tiếp mình đã cho nước kho vào mà mình quên bấm máy nha. Mình bắt chút xíu dầu, bỏ ớt, tỏi, hành vào mình xào cho thơm. Thơm xong cứ tiếp tục là mình cho cái củ hủ dừa vô mình xào cho nó thấm hành tỏi. Rồi kế tiếp là mình sẽ cho nước kho vào. Mình cho, tại vì củ hủ dừa này mình kho là cho nó mềm, thiệt mềm mới ngon. Nên mình phải chế nước một lần là nhiều như vậy cho nó mềm nha. Kho tuy là kho nước tương nhưng mà mình cho vào một chút xíu hạt điều dầu vào. Cái màu nó vừa đẹp mà vừa thơm nữa nha. Bây giờ mình chỉ chờ là kho cho nó rượu xuống là ăn thôi. Ăn cơm rất là ngon. Bây giờ củ hủ dừa của mình đã kho mềm rồi các bạn. Ngon ghê luôn, mềm rượu luôn á nè. À, mình sắn nè. À. Nó mềm rượu hết trơn rồi, ăn vậy mới ngon nha nè. Rã luôn á. Đó, vậy á, ăn vậy mới ngon nè. Cái này các bạn có thể là luộc rau, mình chấm rau luộc hoặc là chấm với rau thơm cũng được nha. Xà lách, rau muống, rau tổng hợp á. Và cũng ngon, rau muống luộc, rau lang luộc, cái gì cũng chấm ăn ngon nha. Giờ mình kho như vậy thôi. Mình không có kho cạn nha. Tại vì mình để mình chấm rau ăn. Bây giờ mình đã múc ra dĩa rồi, các bạn thấy rất ngon nha. Các bạn nào ăn ớt cay mình cắn miếng ăn ghiền luôn nha các bạn.
Thì mời các bạn ăn cơm gạo lứt với mình nha. Gạo lứt niêm nương tím ở Tây Bắc người ta bán nè. Mình cứ mua ăn hết chục ký này thì mình mua chục ký khác. Ăn cái này rất tốt cho tim mạch với người tiểu đường, ăn cũng tốt. Mình nghe quảng cáo vậy không biết có đúng không, nhưng mà mình ăn thì mình thấy cũng cũng tốt thật. Mà mình ăn kèm với rau sống, hoặc là mình luộc rau muống, rau lang đồ cũng ăn được nha. Luộc rau thập cẩm mình cũng vẫn có thể chấm với nước này cũng ngon. Tại vì giờ mình cũng cái này mình kèm theo xà lách dưa leo càng ngon dữ nữa nha. Thôi giờ mình xin chào, chúc cả nhà ngon miệng với cái món là rất là đơn giản của mình nha. Ở đây là củ hủ dừa. Thôi giờ mình xin chào, chúc cả nhà luôn bình an, dồi dào sức khỏe. Mình cũng mong cô chú anh chị em luôn luôn ủng hộ mình, cho mình có động lực mình ra nhiều món chay mới nha. Mong cô chú anh chị em các bạn cũng chia sẻ những món ăn của mình cho các bạn đồng chay cùng nhau tham khảo để mà ăn chay nha. Thôi giờ mình xin chào.